khoảnh khắc thượng úy quân đội lao xuống sông cứu cô gái có ý định nhảy cầu gây bão mạng xã hội. Mới đây, hành động cứu người của một chiến sĩ bộ đội nhanh chóng được dân mạng quay lại và chia sẻ trên khắp các diễn đàn, nhận về nhiều sự quan tâm. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 năm 2021, một cô gái bất ngờ nhảy cầu Hồng Phú xuống sông, khiến người dân hoang mang không biết làm sao. Đây là khu vực giữa sông Đáy, đoạn chảy qua địa bàn của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bất ngờ có một thượng úy quân đội dừng xe ô tô rồi từ trên cầu nhảy xuống sông, bơi ra chỗ người đuối nước, cứu thành công cô gái vừa nhảy cầu xuống sông. Mặt nước cả sông sâu nhưng anh không quản ngại nguy hiểm từ giữa cầu, phi thân xuống sông như một tia chớp cứu sống cô gái. Do hiện tại đang là mùa mưa, nước sông dâng cao, chảy xiết khiến việc cứu người khá vất vả. Rất may mắn khi đang đưa cô gái vào bờ, có một thuyền đánh cá của người dân ngang qua nên anh đã bám vào mạn thuyền cùng ngư dân đưa được cô gái vào bờ an toàn. Đúng lúc lực lượng công an cũng vừa có mặt tại hiện trường để tiếp nhận vụ việc. Hành động đẹp và dũng cảm của anh khiến cho mọi người đang có mặt ở đó thán phục, dành tặng nhiều lời khen ngợi. Được biết anh là thượng úy quân đội Ngô Văn Thứ, công tác tại văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam. Hành động dũng cảm kịp thời cứu người đuối nước của quân nhân Nguyễn Văn Thứ là nghĩa cử cao đẹp, góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Trên mạng xã hội, hình ảnh này đang được chia sẻ và nhận về rất nhiều lời khen ngợi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.